Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn nội dung và trình tự các bước để kế toán lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo biểu mẫu 05 QTT-TNCN. Đây là tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho các tổ chức doanh nghiệp mà trong năm có phát sinh chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động. Chúng ta sẽ mở rút phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK. Ở đây để lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, các bạn mở phần mềm hỗ trợ kê khai và chúng ta di chuyển chọn đến mục thuế thu nhập cá nhân. Các bạn bấm vào đây thì có khá nhiều các mẫu tờ khai, thì chúng ta nhớ nếu doanh nghiệp tổ chức trong năm có phát sinh chi trả tiền lương, tiền công, thù lao cho người lao động, chúng ta sẽ thực hiện lập tờ khai quyết toán theo biểu mẫu 05 QTT-TNCN ban hành kèm theo thông tư 92/2015. Ví dụ chúng ta thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho năm 2019, các bạn chọn năm 2019 và chọn tờ khai lần đầu rồi bấm vào nút đồng ý ạ. Đây chúng ta cũng nhìn thấy ngay, đây là tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức cá nhân mà trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân. Thế để lập tờ khai này thì các bạn để ý phía dưới chúng ta sẽ có các phụ lục. Đó là phụ lục 051, phụ lục 052 và phụ lục 053. Thì nội dung từng phụ lục sẽ như sau. Các bạn không điền các số liệu ở tờ khai mỗi 05 mà chúng ta sẽ lấy số liệu từ các phụ lục 051, 052, 053. Cụ thể, phụ lục 051 đây là bảng kê dành cho các cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần. Vậy đây là chúng ta sẽ kê tất cả các lao động chính thức có hợp đồng lao động và được áp dụng theo biểu thuế suất lũy tiến. Biểu 052 là dành cho các cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu thuế suất toàn phần, bao gồm là các lao động không ký hợp đồng lao động, tức lao động thử việc, các lao động thời vụ và các cái cá nhân không cư trú thì sẽ bị áp thuế suất toàn phần, thì các bạn sẽ kê ở phụ lục 052. Phụ lục 053 sẽ là bảng kê để các bạn kê thông tin người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh. Chúng ta sẽ hướng dẫn từng bước một. Đối với phụ lục 051, đây là dành cho các lao động chính thức của doanh nghiệp. Thì ở đây các bạn cũng nhìn thấy ngay cách thức, chúng ta có thể hai cách kê. Một là các bạn sẽ gõ trực tiếp các thông tin của từng người lao động vào trong bảng kê này. Và cách thứ hai là các bạn có thể sử dụng chức năng là tải bảng kê nếu các bạn có sẵn các cái tổng hợp thống kê tiền lương từ file Excel. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn theo cách thứ hai để sau này các bạn, vì hầu hết các doanh nghiệp chúng ta đều có các bảng lương và tổng hợp thống kê tiền lương ở trên file Excel, nhưng chúng ta sẽ sử dụng cách thứ hai là mẫu tải bảng kê. Cái này sẽ giúp cho các bạn làm nhanh hơn và chính xác số liệu hơn. Chúng ta bấm vào nút mẫu tải bảng kê ạ. Đây là mẫu bảng kê 05 file Excel đã được kết xuất ở đây. Thì các bạn sẽ dựa theo số liệu tổng hợp thống kê tiền lương của cả năm để chúng ta sẽ tổng hợp dữ liệu vào trên bảng kê này. Là tôi sẽ mở cái thống kê bảng lương của cả năm của doanh nghiệp này. Ở đây tôi có bảng lương thống kê tiền lương của doanh nghiệp từ các tháng 1 cho đến hết tháng 12. Ở cuối chúng tôi đã làm một cái bảng thanh toán tổng hợp thanh toán tiền lương theo cả năm và chi tiết theo từng người lao động. Cách thức để tổng hợp số liệu tiền lương cho cả năm thì các bạn có thể tham khảo một số các cái video trước hướng dẫn các cái trình tự các bước để các bạn có thể tổng hợp số liệu nhanh nhất. Có hai cách: một, các bạn có thể dùng công thức và các công thức SUMIF để tổng hợp số liệu; hai là dùng các chức năng ở trên Excel để các bạn làm vào cùng. Tôi cũng hướng dẫn lại phần này, chính nhắc đây chúng ta có cái bảng tổng hợp tiền lương của từng người lao động theo cả năm, trong đó bao gồm có lương, các khoản phụ cấp, tổng số lương, các khoản giảm trừ về bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân đã bị trừ trong năm. Vậy dựa theo các số liệu thống kê tiền lương của cả năm này thì chúng ta sẽ đưa số liệu này vào trên cái bảng kê để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho từng người lao động một. Chúng ta sẽ thực hiện copy dữ liệu từ giữa bảng tổng hợp thanh toán tiền lương sang cái bảng kê 1051. Chúng ta sẽ lần lượt từng cột. Cột đầu tiên là cột họ tên, cột thứ hai là cột mã số thuế. Tôi sẽ copy. Cột nhất là cột họ tên. Cột thứ hai là cột mã số thuế.
Nếu các cá nhân mà chúng ta chưa được cấp mã số thuế thì các bạn sẽ điền số chứng minh thư hoặc là số hộ chiếu. Ở đây chúng ta có các cá nhân lao động này đều được cấp mã số thuế rồi nên các bạn không cần phải điền của số 9. Của số 10 thì nữa chúng ta sẽ giải thích sau. Vậy là họ tên này, mã số thuế này. Cột tiếp theo là cột thu nhập chịu thuế, chúng ta có cột tổng cộng. Các bạn sẽ xây luôn lấy số liệu từ trên bảng lương như sau. Vậy thu nhập chịu thuế chúng ta nhớ bao gồm tất cả các khoản tiền lương, tiền công. Nhưng nhớ là lưu ý có trừ đi một số các khoản theo quy định, ví dụ như là các khoản phụ cấp ăn trưa mà cá nhân được chi trả theo mức quy định là từ bao nhiêu doanh nghiệp lại 730.000 đổ về thì các bạn có thể loại trừ khỏi thu nhập mà chịu thuế. Hoặc các khoản chi tiền trang phục ở mức dưới 5 triệu. Vậy ở đây nếu tính thu nhập chịu thuế của các cá nhân này thì chúng tôi sẽ lấy ở cột tổng số này, chúng ta bỏ bớt đi khoản phụ cấp ăn trưa của từng cá nhân này. Tôi sẽ chèn thêm một cột nữa để tôi tính vào đây. Vậy phụ cấp ăn trưa thì không tính vào thu nhập chịu thuế. À, đây là cột thu nhập chịu thuế của các cá nhân trong kỳ. Nếu chưa copy công thức thì các bạn nhớ các bạn copy value giá trị giúp tôi. Đây, tôi đã đưa số liệu sang. Các bạn cũng lưu ý luôn trong quá trình các bạn tính toán, nếu số liệu ra là các số lẻ thì khi đưa vào quyết toán các bạn bỏ các phần lẻ đi. Ví dụ như đây chúng ta nhìn thấy là 31 triệu 53 phẩy bao nhiêu này thì các bạn bỏ các số lẻ đi đằng sau đi nhé. Để tránh đưa số liệu vào lỗi. Đây là cột tổng thu nhập của từng người lao động. Cột 12, 13 giải thích sau. Cột số 14 là số lượng người phụ thuộc tính giảm trừ gia cảnh. Nếu trong kỳ mà người lao động nào có đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh thì các bạn sẽ gõ số lượng người phụ thuộc vào đây. Cột 15 tổng số tiền giảm trừ gia cảnh. Ở đây với giả thuyết tất cả các nhân đều ủy quyền quyết toán thì tổng số tiền giảm trừ gia cảnh sẽ tính cho cả 12 tháng. Không có cá nhân nào đăng ký người phụ thuộc cho nên tổng số tiền đấy là 9 triệu nhân với 12 tháng là 108 triệu. Cột 16 không có. Cột 17 các khoản bảo hiểm được trừ. Chúng ta nhìn trên bảng lương trong kỳ có những lao động nào tham gia bảo hiểm và phần người lao động chịu các bạn sẽ đưa vào đây. Ở đây có 3 cá nhân tham gia bảo hiểm. Các bạn sẽ copy ở cột cộng bảo hiểm để chúng ta đưa vào. Đây là khoản giảm trừ. Quỹ hưu trí. Các cột thu nhập tính thuế chương trình sẽ tự tính và cột số thuế đã khấu trừ. Chúng ta xem ở trong năm doanh nghiệp đã thực hiện khấu trừ cá nhân nào rồi. Đây có một cá nhân bị khấu trừ. Tiền thuế là 2 triệu 238. Các bạn sẽ đưa vào đây. Nào về bạn nhìn lại giúp, vậy trên cái bảng 051 chúng ta chỉ cần lấy các dữ liệu bao gồm họ tên là một này, mã số thuế là hai này, cột số 11 là tổng thu nhập chịu thuế tức là bao gồm tất cả các khoản tiền lương, tiền công, các khoản mang tính chất lương của người lao động cho cả năm. Cột số 15 là tổng số tiền giảm trừ gia cảnh bao gồm là giảm trừ bản thân là mỗi người là 9 triệu trên một tháng, cộng thêm với người phụ thuộc nếu có người phụ thuộc được tính là 3 triệu 6 một người một tháng. Cột số 17 là cột bảo hiểm là các khoản bảo hiểm mà cá nhân có tham gia phần phần người lao động chịu. Cột số 20 là cột số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ. Vậy chúng ta chỉ cần các dữ liệu như vậy là có thể đưa các dữ liệu này vào trên bảng kê 051 được rồi. Tôi sẽ thực hiện lưu file này vào. Đây tên là bảng kê 051. Vậy việc lập bảng kê này thì cho phép các bạn đỡ phải gõ các thông tin của từng cá nhân một vào trên cái bảng kê. Sau khi có xong thông tin bảng kê thì chúng ta quay lại phần mềm hỗ trợ kê khai HTAK. Các bạn sẽ ở phía dưới góc chúng ta có cái nút tải bảng kê thì các bạn sẽ bấm vào đây giúp ạ. Một cửa sổ hiện lên thì các bạn sẽ lựa chọn thêm dữ liệu vào dữ liệu đã có trong trường hợp nếu mà các bạn đã khai báo một số người sẵn có vào cùng.
và trường hợp thêm dữ liệu và xóa dữ liệu đã có. Ở đây chúng ta chưa nhập gì cho nên bạn chọn phương pháp nào cũng được. Các bạn sẽ bấm vào biểu tượng ô vuông để chúng ta chọn. Là chương trình hỏi file đâu, các bạn sẽ di chuyển đến đúng cái file bảng K051 lúc nãy tôi vừa kết vừa lưu đấy. Bấm nút open. Và các bạn sau khi chọn xong cái file thì các bạn bấm một nút tải dữ liệu. Vậy toàn bộ cái dữ liệu từ bảng K051 file Excel đã được tải vào trên cái bảng K051 này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích nội dung của các cái dữ liệu trên bảng K051. Khi quyết toán thì bắt buộc mỗi người lao động các bạn sẽ trình bày một dòng, không trùng lắp nhau nhé. Vậy là quyết toán là trong cái kê khai và tính số thuế hàng tháng quý thì các bạn chỉ số chung, nhưng khi quyết toán năm thì là từng người một. Cột số 8 là cột mã số thuế. Thì trong quá trình phát sinh người lao động thì kế toán các bạn nhớ trong năm thực hiện đăng ký xin cấp mã số thuế cho các lao động mà chưa có mã số thuế như vậy. Thế những cá nhân nào mà chưa có mã số thuế thì các bạn sẽ điền vào chỉ tiêu ở cột số 09, tức là số chứng minh thư hoặc là số hộ chiếu. Cột số 10 các bạn có ô tích là cá nhân ủy quyền quyết toán thay. Và khi nào kế toán tích vào chỉ tiêu số 10 này thì các bạn hãy lưu ý cá nhân ủy quyền các bạn sẽ tích vào trong trường hợp khi cá nhân viết và ký ở trên các cái giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền theo mẫu 02. Đây, các bạn nhớ giúp tôi, mẫu ủy quyền là mẫu 02 ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm thông tư 92. Vậy trường hợp những cá nhân mà các bạn họ lập giấy ủy quyền và ký vào thì các bạn mới tích vào chỉ tiêu số 10. Những trường hợp được ủy quyền bao gồm như sau. Có hai trường hợp, một là cũng lưu ý luôn là cá nhân chỉ được ủy quyền khi cá nhân đã có mã số thuế các bạn nhé. Trường hợp thứ nhất là cá nhân chỉ có thu nhập duy nhất tại công ty, tức là họ cam kết là họ chỉ có thu nhập làm việc tại đây thôi. Vậy trường hợp này họ sẽ tích vào chỉ tiêu số 1 và doanh nghiệp sẽ thực hiện quyết toán thay. Trường hợp thứ hai là cá nhân có làm việc tại đơn vị và có thu nhập vãng lai ở nơi khác nhưng bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đã bị đơn vị trả thu nhập khấu trừ rồi. Tức là ví dụ cá nhân này làm việc ở công ty này nhưng lại có làm thêm ở nơi khác, nhưng mà nhớ mức bình quân trong tháng là không quá 10 triệu. Thì ở các đơn vị kia họ đã trừ khấu trừ tại nguồn là 10% rồi. Thì trường như vậy thì các bạn cá nhân này cũng quyền được tích vào đây và nhờ doanh nghiệp quyền quyết toán. Nhưng còn các trường hợp khác thì cá nhân sẽ không được quyền quyết toán thuế. Vậy khi các cá nhân họ điền các thông tin vào đây và ký vào phần ủy quyền thì khi đó kế toán sẽ thực hiện là tích vào các chỉ tiêu số 10. Ví dụ ở đây 7 người lao động này đều thực hiện là ủy quyền quyết toán thay. Tôi sẽ tích vào chỉ tiêu số 10 này luôn. Các bạn chọn tất cả luôn. Chọn tất cả luôn. Tiếp theo chỉ tiêu số 12 là thu nhập chịu thuế khi làm việc ở trong khu kinh tế. Với những doanh nghiệp đóng địa bàn tại các khu kinh tế thì sẽ được ưu đãi thuế. Và người lao động ở trong các làm việc ở các doanh nghiệp này thì cũng sẽ được ưu đãi thuế. Và mức giảm sẽ là 50% thuế thu nhập cá nhân. Doanh nghiệp này thì không nằm trong khu kinh tế nên các bạn không điền thu nhập gì vào cột số 12 cả. Cột số 13 là cột thu nhập chịu thuế được giảm theo hiệp định đã không có này. Cột số 14, số lượng người phụ thuộc tính giảm trừ. Đấy, những trường hợp mà cá nhân người lao động có đăng ký các hồ sơ giảm trừ, ví dụ nuôi dưỡng con này, rồi bố mẹ này, vợ chồng hoặc các đối tượng khác thì các bạn sẽ điền số lượng vào đây nhé. Số lượng ở đây sẽ được mỗi người phụ thuộc sẽ được giảm trừ là 3,6 triệu trên một người trên một tháng. Cột số 15 là tổng số tiền giảm trừ gia cảnh, là bao gồm giảm trừ bản thân là 9 triệu nhân với số tháng của người đó thực hiện, cộng thêm với 3,6 triệu nhân với số lượng người phụ thuộc. Thì ở đây cái số tiền giảm trừ gia cảnh thì các bạn nhớ giúp tôi là khi mà các cá nhân ủy quyền quyết toán thay thì luôn luôn chúng ta tính giảm trừ bản thân là đủ 12 tháng nhé, 9 triệu nhân 12 tháng, kể cả người đó làm không đủ. Nếu họ ủy quyền là chúng ta sẽ quyết toán theo đủ 12 tháng luôn, tức là nhân 19 nhân 12. Cột 16 là các khoản giảm trừ về từ thiện nhân đạo nếu cá nhân tham gia, mang các chứng từ về chúng ta sẽ điền số vào đây. Cột 17 là cột bảo hiểm, chúng ta tổng hợp bảo hiểm của người lao động đóng góp trong cả năm. Cột 18 là quỹ hưu trí tự nguyện được trừ. Sang đến cột 19. Sang cột 19. Đây là cột thu nhập tính thuế thì phần mềm sẽ tự động tính bằng công thức là gì ạ? Lấy thu nhập chịu thuế này
trừ đi các khoản giảm trừ này, gia cảnh này, trừ đi các khoản từ thiện nhân đạo khuyến học này, trừ đi các khoản bảo hiểm này, thì sẽ ra là thu nhập tính thuế. Cái này là phần mềm tự tính nhé. Ở đây bạn nhìn thấy có duy nhất một đối tượng đầu tiên, cá nhân đầu tiên là còn thu nhập tính thuế, còn các cá nhân khác là không còn. Vậy ở đây các bạn cũng lưu ý giúp tôi luôn là ở đây danh sách lao động được quy toán thuế là không phân biệt thu nhập thấp hay cao nhé, ít hay nhiều, mà cá nhân này có bị tính thuế hay không bị tính thuế, các bạn đều phải kê hết. Lương 5 triệu, 7 triệu, 9 triệu các bạn đều phải kê vào bảng này. Cột 20 là cột số thuế đã khấu trừ. Cột 21 sẽ hiển thị số liệu khi các bạn điền cái thu nhập chịu thuế ở cột làm việc trong khu kinh tế, sẽ giảm 50% ở đây nhé. Cột số 22, 23, 24 sẽ hiển thị số liệu khi mà các bạn tích vào chỉ tiêu số 10, tức là cá nhân ủy quyền quyết toán thay. Đấy nhá, khi chúng ta tích vào đây thì nó sẽ hiển thị số liệu vào đây. Trong trường hợp mà trên thì số liệu các bạn có thể thoát ra để vào lại để refresh lại dữ liệu nhé. Ở đây như bạn nhìn thấy là số thuế mà doanh nghiệp này đã khấu trừ của cá nhân này là 2 triệu 238, và số thuế phải nộp tính theo công thức quyết toán cả năm thì là 1 triệu 296. Ở đây nó ra cái chỉ tiêu số 23 là số thuế đã nộp thừa. Vậy cái xử lý cái số thuế nộp thừa nộp thiếu này như nào? Thì ở đây các bạn nhớ giúp là cơ quan thuế quan tâm cái số tổng cộng thôi, cho nên nếu mà trường hợp có cá nhân nộp thừa nộp thiếu thì doanh nghiệp chủ động tự bù trừ giữa cá nhân nọ và cá nhân kia. Trường hợp sau khi bù trừ xong mà còn số thuế phải nộp thì doanh nghiệp sẽ phải nộp thêm. Còn trường hợp mà phát sinh số thuế nộp thừa thì sẽ có hai giải pháp. Một là các bạn doanh nghiệp sẽ để bù trừ số này sang các kỳ tiếp theo, tức là các năm tiếp theo. Và cái thứ hai là doanh nghiệp có thể làm hồ sơ để xin hoàn cái số thuế mà đã nộp thừa này. Đấy là cái hướng dẫn các nội dung ở trên cái bảng kê 051 các bạn. Như vậy chúng ta di chuyển sang cái bảng 052. Bảng 052 là dành cho các cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần. Thuế suất toàn phần thì dành cho các cá nhân mà không có hợp đồng lao động chính thức, như là các lao động thời vụ này, làm việc theo sự vụ đấy, hoặc các cá nhân mà không cư trú. Ví dụ ở trong này, trong năm nay doanh nghiệp có một ký hợp đồng thời vụ, ký một cá nhân liên quan đến dịch tài liệu. Trên biên bản nghiệm thu, đây doanh nghiệp này ký với một cá nhân là Phạm Ngọc Yến, với nội dung là dịch tài liệu về dự án. Tổng số tiền mà cá nhân này nhận được là 7 triệu 2. Với các cá nhân mà lao động thời vụ này thì sau khi kết thúc xong hợp đồng thanh toán thì doanh nghiệp sẽ giữ lại 10%, 720.000 và số thanh toán như này. Và những cá nhân như này không phải hợp đồng lao động chính thức thì các bạn sẽ kê vào bảng 052. Chúng ta sẽ kê các thông tin ở đây. Tôi có thể copy trực tiếp luôn vào đây cũng được. Tên Phạm Ngọc Yến, mã số thuế. Nếu bạn nằm ở nhóm cá nhân không cư trú, bạn tích vào chỉ tiêu số 10 nhé, nên là cá nhân cư trú là 7 triệu. Và cá nhân này sẽ bị trừ 10%, tổng số thuế là bị trừ là 700 nghìn. Chúng ta cũng nhớ ở đây chúng ta sẽ kê tất cả lao động. Theo quy định thì những cá nhân mà lao động không có hợp đồng lao động thời vụ này thì sẽ bị trừ 10% với những khoản mà chi trả từ 2 triệu trở lên. Nhưng nhớ kể cả những khoản mà dưới 2 triệu các bạn cũng kê vào đây nhé. Nhưng số thuế mà khấu trừ sẽ là không. Đấy là cái mẫu 052. Mẫu 053. 053 là dành cho bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh. Thì đây chúng ta sẽ kê các thông tin của người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh ở đây. Nó là con này, là bố mẹ này, là vợ chồng, nếu có đủ hồ sơ đầy đủ, đủ điều kiện thì các bạn sẽ kê các thông tin vào đây. Sau khi các bạn nhập hết các thông tin ở các bảng kê 051, 052 thì toàn bộ dữ liệu sẽ được chuyển sang cái tờ khai 05. Đây, các bạn sẽ thấy các tờ khai. Chúng ta kiểm tra lại thông tin nhé. Tổng số lao động là 8 này, có hợp đồng lao động là 7, tức là lấy từ bảng kê 051 này. Tổng số cá nhân bị khấu trừ là 1, đều là cá nhân cư trú hết ạ. Tổng thu nhập
trả cho cá nhân đây 446 này, trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ của một người thôi này 144 này, và số thuế đã khấu trừ 2.238 này. Đây, và mục số 25 mã là nghĩa vụ quyết toán thay, sẽ thể hiện là các cái phần mà trường hợp chúng ta ủy quyền đây, quyền thì dữ liệu sẽ sang đây nhé. Đây, các bạn sẽ ghi các dữ liệu vào. Dữ liệu vào cùng để thực hiện quyết toán nhé. Đây, vậy trên cái bảng này chúng ta sẽ nhìn thấy là cái phần nghĩa vụ quyết toán thuế là doanh nghiệp nộp thừa đây 942, chúng ta sẽ chuyển sang các kỳ sau hoặc doanh nghiệp làm hồ sơ xin hoãn. Đấy. Trên đây thì đã hướng dẫn các bạn nội dung và trình tự các bước để các bạn làm cái tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thì một số lưu ý khi các bạn làm tờ khai này, nhắc lại giúp các bạn này. Thứ nhất, cái tờ khai này những doanh nghiệp là phải làm, thì hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam cuối năm sẽ đều phải làm, kết thúc năm sẽ đều phải làm tờ này. Tức là ở đây doanh nghiệp trong năm có thực hiện chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động, không phân biệt là nhiều hay ít lao động, lao động thu nhập thấp hay cao, có phát sinh thuế hay không đều phải quyết toán. Cái thứ hai, quyết toán thì kế toán nên chuẩn bị là kiểm tra lại hết các cá nhân mà đã có mã số thuế chưa và làm các thủ tục đăng ký mã số thuế thì điểm ở đây. Mẫu 051, bảng kê 051 là dành cho các cá nhân tính thuế theo biểu lũy tiến. Và mẫu 052 thì dành cho các cá nhân mà tính theo biểu thuế suất toàn phần. Tức là cá nhân không có hợp đồng lao động là bị trừ 10%, cá nhân không cư trú là bị trừ 20%. Phụ lục 053 là dành để các bạn kê các cái bảng kê dành cho người phụ thuộc. Đấy, người phụ thuộc làm trừ gia cảnh đấy. Thì khi mà chúng ta gõ vào bảng kê người phụ thuộc này thì các bạn sẽ điền thông tin số lượng người phụ thuộc ở cột số 14 này nhé. Và toàn bộ dữ liệu từ các bảng kê 051, 052, 053 sẽ được tổng hợp dữ liệu lên trên tờ khai này. Doanh nghiệp sẽ thực hiện kết xuất các tờ khai này ra dưới file định dạng XML thì các bạn nộp cho cơ quan thuế thời hạn. Đây, sau khi làm xong thì các bạn bấm vào nút kết xuất hồ sơ. Các bạn sẽ kết xuất dưới định dạng XML. Đây, và chúng ta sẽ kết xuất các cái dữ liệu này ra để các bạn nộp cho hồ sơ cơ quan thuế nhé. Và trên đây là hướng dẫn các bạn trình tự các bước cũng như nội dung để các bạn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Hy vọng là các bạn có thể tham khảo thêm, download thêm các cái dữ liệu ở phần mô tả để thực hành cùng lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.